Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Sen Việt TV. Chúng tôi Quang Hải Phan Trung Kiên tường trình cùng quý vị tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario, California, nhân chuyến hoằng pháp của nhị vị đại đức Thích Giác Thiện và Thích Nhuận Pháp. Thưa quý vị, trong thư mời của ông Davis của tổ chức Indochina Arts Partnership đã mời nhiều vị đại đức đến tiểu bang Massachusetts qua cái chương trình lễ hội văn hóa của hơn 60 quốc gia tại thành phố Vermont. Chúng tôi nhân cơ hội này xin giới thiệu đến quý khán thính giả của chương trình Sen Việt TV song chuyến hoằng pháp tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ và hôm nay dưới ánh nắng thật đẹp của miền Nam California, nhiều vị đại đức đã có một buổi triển lãm về thư pháp cũng như tham dự ngày lễ vía Phật A Di Đà tại sân chùa Quang Thiện hôm nay. Như quý vị đã thấy, dưới ánh đạo vàng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đại đức Thích Giác Thiện đang chăm chú viết những chữ thư pháp đến để tặng đến tất cả những bạn hữu mà thầy đã gặp trong chuyến đi vừa qua, trong đó có Quảng Hải Phan Trung Kiên. Và chúng tôi xin mượn làn sóng này gửi đến chư vị Phật tử xa gần để giới thiệu đến quý vị những tuần lễ sắp tới. Đại đức Thích Giác Thiện sẽ tham dự Phật Ngọc tại Tổ đình Minh Đăng Quang, thành phố Santa Ana trong các ngày 4 tháng 1 năm 2014 và sau đó ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, thầy có một gian hàng tại Hội chợ Tết tổ chức tại Boca Grande, thành phố Westminster và thầy sẽ tham dự buổi lễ Phật Ngọc sẽ tổ chức tại thành phố San Diego sau đó trước khi trở lại Việt Nam vào cuối tuần tháng 2 của 2014. Chúng tôi tường trình cho Sen Việt TV. Một lần nữa cảm ơn và kính chúc quý vị một mùa lễ thật an lành và gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị.